Huấn luyện viên Chu Xie đã chọn sân Gò Đậu để xem trận đấu giữa câu lạc bộ Bình Dương và câu lạc bộ Hà Nội diễn ra chiều qua, 27 tháng 5. Ông Chu Xie không chỉ muốn xem rào cản các cầu thủ Hà Nội FC mà còn muốn tận mắt chứng kiến phong độ của Nguyễn Tiến Linh, người chưa ghi được bàn nào sau 8 vòng đấu ở V-League 2023. Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức cất Tiến Linh trên băng ghế dự bị. Bất chấp mong mỏi của cổ động viên Bình Dương muốn ngôi sao của họ vào sân sớm, nhưng ông Lê Huỳnh Đức vẫn dửng dưng. Mãi đến phút 66, tân huấn luyện viên câu lạc bộ Bình Dương mới tung Tiến Linh vào sân và trao cho anh chiếc băng đội trưởng. Vừa vào sân, Tiến Linh đã chơi rất sung, anh liên tục di chuyển và có bàn thắng mở tỷ số ở phút 73 với pha băng lên mạnh mẽ, loại luôn thủ môn Tấn Trường để sút bóng vào lưới trống. Rõ ràng, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đã biết cách kích thích tinh thần của Tiến Linh. Việc vào sân từ băng ghế dự bị đã chạm tự ái của ngôi sao này, nên Tiến Linh mạnh mẽ thể hiện mình. Ngoài ra, khi tung Tiến Linh vào nửa cuối hiệp 2, giúp chân sút số 1 đội tuyển Việt Nam có thể lực tốt để dễ dàng loại bỏ hàng thủ đối phương. Dĩ nhiên, sự hiện diện của ông Chu Xie trên khán đài cũng là động lực để giúp Tiến Linh thể hiện mình. Qua đó anh có được bàn thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay. Ác hẳn ông Chu Xie cũng hài lòng vì ông đã không phí công vào tận Bình Dương để kiểm tra phong độ của Tiến Linh. Đáng tiếc cho Bình Dương bởi dù Tiến Linh ghi bàn, nhưng đội bóng miền Đông Nam Bộ vẫn chưa thể có được chiến thắng khi tiền đạo của U22 Việt Nam là Văn Tùng có bàn san bằng tỷ số 1-1 cho Hà Nội ở phút 82. Hòa trận này, câu lạc bộ Bình Dương vẫn ở vị trí 13 trên bảng xếp hạng, trong khi Hà Nội FC dậm chân ở vị trí thứ 3.